Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 26. Từ Phúc thì anh cũng biết rồi đấy, một đi không trở lại. Tôi chỉ nói về đội quân trùng khan thôi, họ vẫn luôn trung thành và tận tụy. Sách đỉnh ghi rằng trong vùng đất Nam Ba Cú Đất có bốn xào huyệt vô cùng bí ẩn đội quân trùng khăn đi nhiều lần mới tìm được thổ dân luôn sinh sống giữa rừng sâu theo quan điểm của người thời này thổ dân chính là những dân tộc thiểu số sống ở trong rừng vì bầu bạn với núi rừng lâu ngày cũng chẳng giao du với con người bên ngoài hoàn cảnh sống phương thức sống tập quản thậm chí là cả vóc dáng hình thể bộ phận cơ thể của họ cũng khác với người bên ngoài Nổi bật nhất là họ có thể ngửi được mùi củ đất nghe nói là một mùi khai rất lạ nhưng cả đội quân trùng khăn hay những người không phải thổ dân trong rừng đều không ngửi thấy. Nhưng điều này cũng hợp lý thôi vì con người luôn tiến hóa theo hoàn cảnh, tựa như khôn sống mống chết ấy, những người dân sinh sống nhiều đời tại nơi củ đất thường xuất hiện buộc phải ngửi được mùi của củ đất để có thể chuẩn bị phương án giải quyết như trốn đi hoặc đổi mặt từ trước, nếu không họ đã chết hết từ lâu rồi. Qua lời những thổ dân ấy, đội quân trùng khan xác nhận củ đất không phải truyền thuyết vô căn cứ mà thật sự tồn tại. Sau đó họ lần lượt phong tỏa xào huyệt của cú củ đất. Tiếp đó họ làm ba việc. Việc đầu tiên là tập hợp thổ dân bởi mũi của thổ dân rất có tác dụng với họ. Các thổ dân sau khi tập hợp lại được gọi là người nhà chó. Đây không phải lời mắng chửi họ mà chỉ để nói rằng họ có một chiếc mũi thính như chó. Viêm thác nhớ tới gã đầu to thích ăn dưa chuột châm mắm. Chắc hẳn anh ta là người nhà chó. Thảo nào lúc đầu chỉ đường cho anh, thái độ chị Hoa còn bình thường nhưng đọc xong tin nhắn thì lại thay đổi bất thình lình, còn lừa anh bằng cái có vụng về là nhờ chuyển trung tương. Này nghĩ lại mới rõ đầu to nhắn tin cho chị Hoa vì anh ta ngửi được mùi của củ đất tỏa ra từ chiếc xe. Việc thứ hai đội quân trùng khăn làm là chặn, chặn hết cửa bồn xào huyệt, khiến cho xào huyệt bị phong tỏa. Tuy người ta có câu chặn không bằng khơi thông nhưng dù sao không phải việc gì cũng như chị Thùy. Củ đất vốn đã hiểm thấy nên chặn được từ ngọn chẳng khác nào chặn luôn rắc rối về sau. Tất nhiên việc chặn này cũng là bỏ hết cả vốn. Không biết anh có nghe chuyện sau khi thống nhất sáu nước, Tần Thủy Hoàng sợ dân chúng tạo phân nên đã thu hết bình khí trong thiên hạ, tập trung cả về Hàm Dương rồi mang những binh khí ấy đi đúc 12 tượng vàng sau khi nhà Tần diệt vong, 12 bức tượng vàng cũng mất tích dân gian có đủ loại truyền thuyết về việc này. Có người nói chúng đã bị thiêu chung khi hạng vũ đốt cung A Phòng. Có người bảo bị Tần Thủy Hoàng chôn ở trong mộ, cũng có người nói thời cuối Đông Hán, đống Trác mang chúng ra đúc tiến rồi. Những tượng vàng khác tôi không biết ở đâu nhưng tôi biết ít nhất có một bức tượng bị đưa tới rừng già Nam Ba bị đun chảy làm thành bốn cánh cửa. Cũng vì được làm từ tượng vàng nên bốn cảnh của ấy có tên cửa tượng vàng. Việc thứ ba đội quân trùng khăn làm là vào xào huyệt theo từng nhóm nhỏ, khóa trái cánh cửa tượng vàng và chính thức tìm cú làm vậy. Thật ra khả bị chàng bởi đóng cửa đánh chó có thể đánh chết chó nhưng cũng phải khóa cửa lại, cắt đứt đường lui của mình và có khả năng bị chó cắn chết. Tóm lại đội trùng khăn chết không ít người. Sau khi trải qua vô số chuyện hải hùng, hơn hai năm sau cuối cùng họ cũng lần mò ra biện pháp tìm được con củ đất đầu tiên. Nói tới đây câu chuyện cũng sắp sửa kết thúc. Nhấp cứu là thở dài hỏi viêm thác, theo anh thấy Tân Thủy Hoàng vui hay không vui? Hỏi gì kỳ vậy, tất nhiên phải vui giói. Viêm thác đang định trả lời thì bỗng do dự, theo như lịch sử ghi chép lại, tình tình Tân Thủy Hoàng khá thất thường Mà nhấp cửu la còn hỏi như vậy thì chắc chắn đáp án không đơn giản. Viêm thác lưỡng lự không? Vui hả? Nhấp cửu la nhìn anh với vẻ mặt tôi biết ngay anh sẽ nói vậy mà. Cô bảo, lịch sử của anh không ổn lắm đâu. Năm 210 trước công nguyên, cũng chính là năm từ phúc gia biến và đội trùng khăn tiến vào rừng già Nam Ba ấy, Tần Thủy Hoàng cũng qua đời. Mất hơn hai năm sau mới tìm được củ đất, mà khi đó sau chân thắng, ngô quảng lại có hạng vũ, liêu bang, Tần Nhị Thế đã sắp bị ép tới đường cùng rồi nhà Tần đã thôn tỉnh các nước chư hầu phía đông để thống nhất một Trung Hoa dầu tiên. Tuy nhiên, sự thống nhất chính trị chưa mang lại kết quả ngay lập tức trong việc hợp nhất những người dân từ những nước khác nhau trên đất Trung Hoa và luật pháp hà khắc nhà Tần đã không được phần lớn nhân dân ủng hộ và chấp nhận. Khi Tần Thủy Hoàng còn sống, do uy vũ của ông quá lớn nên những người chống đối dù rất oán hận nhưng cũng chỉ dừng lại ở những hành động ám sát, song đều không thành. Sau khi Thủy Hoàng qua đời, con là nhị thế vốn đã không có đủ uy tín lại thi hành chính sách tàn bạo hơn cha. Vì thế ngay lập tức dân nghèo đã nổi dậy và người đầu tiên phất cờ chống tấn là Trân Thắng, Ngô Quảng. Nhiều nơi đã nổi dậy khởi nghĩa hưởng ứng và nhà Tần đã nhanh chóng sụp đổ chỉ sau 15 năm hợp nhất. Và người đi đầu trong cuộc tiêu diệt nhà Tần là Hạng Vũ, La Ru Bang. Thật à, Viêm Thác cảm thấy đáp án của mình chẳng hề hàn gì nêu lời phó thác từ khi còn sống đến tận lúc chết đi mới có tiến triển thì dù là ai cũng chẳng vui được. Nhếp cửu la, chỗ ở của đội trùng khan quá xa xôi, ngay cả bồ câu đưa thư cũng không tìm được. Trong núi không có lịch, họ lại mãi mê tìm cú nên mãi tới lúc có thành quả mới phát hiện thời thế bên ngoài đã thay đổi. Hoàng đế đã chết, quan lại cũng đã chết cả trong cuộc chiến thay đối triều đại. Nói cách khác đội trùng khăn này bị quên lãng hoàn toàn đại tần đã sắp không còn về làm quan là chuyện không thể bởi khắp nơi đều đang phân tranh họ cũng chẳng muốn tham dự vào những việc rắc rối ấy nên sau khi bàn bạc đã quyết định giữ miệng bảo vệ bí mật về củ đất và rừng già nam ba rồi trở về làm dân thường sau đó họ ở lại một nơi gắn rừng nam ba lâu dần đã hình thành nên một thôn xóm xã hội thời cổ đại tương đối khép kín tính lưu động kém nên một thôn xóm trải qua tám trăm một ngàn năm cũng không thay đổi gì mấy. Sau này họ lên núi kiếm ăn, thôn ấy cũng thành thôn thợ săn và được gọi là thợ săn núi ba. Tất nhiên thôn thợ săn này có điểm khác với những thôn khác ở chỗ họ có bí mật riêng. Ngày thường họ cũng như những hộ săn bắn khác thôi, đều săn sói, săn báo, săn gấu, săn hổ nhưng cử hơn 100 năm khi lượng thợ săn dối rào, họ lại tổ chức một cuộc lễ tượng vàng đến đất xanh, bí mật với hy vọng săn được cú đất quá trình ấy gọi là đất xanh kết đồng, nở hoa kết quả. Dù sao săn được một con cú đất, đồng nghĩa với lượng vàng bạc thêm vào đủ để mỗi gia đình trong thôn sống sung túc. Trên đời này có ai mà không ham tiến chứ, nhưng phần lớn những chuyến đi đến đất xanh đỏ đều không có thu hoạch. Viêm thác cảm thấy không quá logic, họ bắt được củ đất rồi cơ mà. Không phải củ đất trường sinh à, đáng ra theo lý thuyết chỉ cần bắt được một con củ đất là có thể làm một mẻ, khóe suốt đời rồi chứ. Sao còn phải đi bắt nữa? Nhếp cửu la đáp lại, anh đừng quên củ đất sống trong lòng đất. Trường sinh chỉ là khi ở trong lòng đất, nơi bọn chúng sinh sống thôi. Khi trông thấy mặt trời thì không trường sinh được, bọn chúng sẽ giả đi và chết rất nhanh. Thường thì chỉ có thể sống được hai, ba mươi năm thôi. Viêm thác nói thầm trong bụng, không phải, không phải như vậy. Sau khi nhếp cửu la kể chuyện, hầu như toàn bộ quá trình anh đều hưng phàn rất nhiều thứ cô kể đều trùng khớp với những dấu hiệu anh quan sát được trong mấy năm nay những gì anh biết chỉ là mảnh vụn nay được móc nối lại với xuất xứ câu chuyện nguyên do cái cảm giác này quả thật khiến người ta sướng như điên nhưng đến đoạn này lại chẳng giống nữa lâm hỉ nhu không giống vậy a à, không sống trong lòng đất cùng chưa từng giả cả càng không có dấu hiệu sắp chết Nhếp cửu la nhận thấy nét mặt anh nhưng chỉ coi như không biết bây giờ tôi bắt đầu trả lời vào bốn vấn đề của anh. Những đáp án lúc trước tôi nói chỉ để giúp anh hiểu được ngọn ngành, không hề chính xác nên lúc này đây sẽ có chút thay đổi. Tất cả mọi thứ đều lấy những lời tôi sắp nói làm chuẩn. Thứ đất, răng chó là gì? Lai lịch ra sao? Trước đó tôi đã bảo anh ta là cú đất nhưng ở đây tôi phải sửa lại rằng tôi cũng không biết anh ta là giống gì. Không chỉ tôi mà cả người của răng cửa đều không biết. Anh ta có rất nhiều đặc điểm giống với Củ Đất, hoặc có thể nói anh ta có một mối liên hệ vô cùng chặt chẽ với Củ Đất, ít nhất cũng là họ hàng gần. Viêm Thác định nói gì đó nhưng Nhiếp Cứu La lại ra hiệu cho anh đừng nói vội, cứ nghe cô nói nốt đã. Có một tin tức quan trọng ban này tôi không nói mà để đến bây giờ. Đó là đội trùng khan làm thợ săn núi ba, bọn họ coi săn thú là nghề kiếm sống đối với họ cú đất cũng chỉ là con mối như sỏi, hồ, gấu thôi. Cú đất là thú dữ, không phải người. Nó có bản chất khác với người và cũng không giống người. Khi còn giống người hơn củ đất, cho nên ở trong mắt tôi, săn củ đất dù không phải nghề nghiệp đứng đần thì cũng không phải chuyện gì qua quắt, không thể chấp nhận được bởi dù sao nó cũng là thú dữ. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước tôi thấy răng chó rất lạ nhà cao tầng bị đâm mù mắt cũng không chịu đi chữa có thể leo trèo thoải mái bên ngoài tòa tôi cũng không móc nổi anh ta với củ đất. Mãi tới khi phát hiện vết thương của tôn chu đã nảy mầm, tôi mới nghi ngờ. Để xác nhận thêm, tôi còn đánh anh ta chảy máu ở sau cổ, khuỷu tay và bắp đùi. Máu của cú đất ở những vị trí này thường sệt hơn bình thường. Nhưng dù vậy tôi vẫn không thể khẳng định anh ta là cú đất, nên chỉ có thể nói anh ta có thể có liên quan chặt chẽ với cú đất đầu óc viêm thác đã rồi bỏng bong niềm hân hoan khi trước đã dần tan biến bao nhiêu năm vất vả khi anh đã sắp chạm tới đáp án rồi mà sao cô lại quay ngoắt đi bảo không phải chứ chẳng mấy khi tìm được một người hiểu về mấy thứ này như cô kết quả cô lại chỉ có thể cho anh một lời suy đoán thôi ư vấn đề thứ hai cảm dễ nảy mầm là gì thì tôi đã trả lời anh rồi đây vấn đề thứ ba là chữa thế nào theo kinh nghiệm đội trùm khăn tổng kết lại củ đất là sinh vật sống trong lòng đất, sợ lửa, ghét ảnh mặt trời. Bình thường trong 24 tiếng sau khi bị thương, lấy lửa trời sinh cũng chính là dùng thấu kính hoặc gương đồng như thời đỗ đại để tạo lửa từ ánh mặt trời. Lấy lửa đó đốt sạch mầm dễ là có thể an toàn. Cũng phải làm thật nhanh, càng để lâu càng nguy hiểm. Nếu trong mắt xuất hiện một sợi máu mảnh xuyên qua con ngươi thì người đó không còn thuốc chữa nữa rồi không đúng, lại không đúng nữa. Lâm hỉ Nhu không có như vậy. A à, không ghét ảnh mặt trời mà còn từng đi biển tắm nắng, bảo là thích cái màu da nâu khóe mạnh ấy. Vấn đề thứ tư, ma cọp là gì? Cái gọi là ma cọp nghĩa là làm ma cho cọp. Trong quá trình đội trùng khăn đối mặt với củ đất từng gặp những tình huống rất kỳ dị như một người anh em mọi ngày rất bình thường, cũng không bị cào lại tự dưng đi làm tùy tùng, thể sống thể chết nghe theo củ đất bọn họ không bị mê hoặc đầu óc mọi phương diện đều bình thường nhưng cứ luôn đứng về phe cú đất và giết hại đồng loại của mình loại người này được gọi là ma cọp viêm thác hiểu ngay cô tưởng tôi là ma cọp nhiếp cửu la không trả lời ngay cô dướn người về phía trước nhìn vào mắt viêm thác anh không phải a à. viêm thác giật mình không đáp lại khi răng chó giết người ở thôn hưng bá tử và cần tôn chu anh là người đưa anh ta di sau này anh còn sai răng chó đến khách sạn bắt Tôn Chu về. Còn mắng anh ta làm việc không cẩn thận để tôi trông thấy mặt. Sau này nữa anh còn bảo răng chó trông chừng tôi và Tôn Chu dù hai người không phải bạn bè thì cũng là đồng bọn với nhau. Tôi coi anh là ma cọp, chẳng oan cho anh chút nào. Những gì anh phải chịu ở răng cửa cũng là chính anh rước lấy. Nói xong cô nhìn qua chén trà của mình, trên miệng chén có vết son môi, trong chén cũng còn một nửa. Cô cong món cái và món trỏ lại bẩn bay chiếc chén ra ngoài như lúc bắn bay tượng đất viêm thác. Chiếc chén rơi xuống đất nhưng lại chẳng vỡ mà chỉ lăn tròn để lại một vệt nước dài. Viêm thác vẫn cứ yên lặng liếc xéo chiếc chén dưới đất. Anh biết bữa cơm này kết thúc rồi, chút tình cảm ngắn ngủi và bình thản trong bữa cơm cũng dần đi tới điểm kết. Viêm thác, bốn vấn đề tôi đều đã giải đáp. Để giúp anh hiểu được câu chuyện, tôi còn tặng thêm không ít tin tức bây giờ anh có thể hỏi nhiều nhất là ba câu tôi sẽ quyết định có trả lời hay không hỏi luôn ở đây và sau khi hỏi xong mọi chuyện kết thúc viêm thác ngẩng đầu nhìn cô cô biết nhiều chuyện như vậy cô là con cháu đội trùng khan à con cháu của đội trùng khan không nhất định phải nói nghiệp gia đình tôi là người bình thường chỉ muốn lo việc của mình không có hứng thú với anh răng chó hay đồng bọn của anh câu tiếp theo chỉ còn lại hai vấn đề. Cổ họng viêm thác khô khốc, làm gì để giết được củ đất? Nhếp cửu la nhớn mày, câu hỏi này khá dữ rồi. Xem ra anh cũng có chút hiểu biết với củ đất, con mắt mới của răng chó mọc ra rồi hả? Viêm thác không cảm xúc, không đáp phải cũng chẳng đáp không. Năng lực tái sinh của củ đất rất mạnh mẽ, nói không khoa trương tí nào là có bị chặt đầu bọn chúng cũng có thể mọc được cây mới. Chỉ xem thời gian dài ngắn thế nào thôi đốt bằng lửa trời, chọc thủng đỉnh đầu và đánh gãy xương cột sống đều có thể khiến chúng bị thương nặng nhưng cũng chỉ kéo dài tốc độ lành thôi. Còn giết chết, đội trùm khăn coi củ đất như báu vật, nghĩ cách kéo dài mạng sống cho chúng nó còn chưa xong bởi vì chúng nó đâu sống được dài. Thế nên tôi không trả lời được vấn đề này. Câu tiếp, viêm thác ngồi lặng trên ghế, một sự thất vọng len lỏi trong xương tủy lan tràn khắp lống ngực và trái da khắp cơ thể như muốn kéo sụp người anh. Anh cứ ngỡ tối sẽ mở được cảnh cống hy vọng nhưng rồi anh lại phải ngồi đây chơ mắt mình nó khép dần lại. Nhếp cửu la dục anh hỏi câu tiếp theo, nên hỏi gì đây, đầu anh lúc này đang nhào nhuyết chẳng thể suy nghĩ nổi những vấn đề đơn giản nhất. Ánh đèn trong phòng mờ mịt, lúc trước không để ý nhưng nay anh lại cảm thấy ánh đèn đó quá chán ngán, tựa như một cục dầu chảy khắp phòng. Viêm thác nói, những gì cô nói đều là thật hả? Cô nhiếp, nếu cô nói dối thì cho tôi một tỷ lệ đi, tôi có thể chấp nhận được. Nhiếp cửu la cười mỉa, chuyện nào ra chuyện đây? Tôi đến đáp lễ, không cần phải nói dối để lừa anh. Im lặng một thoáng, viêm thác gật đầu là tôi lỡ lời. Cô nhiếp, cô, định về thế nào? Cần tôi đưa về không? Nhiếp cửu la sửng sốt nhưng cô đứng dậy ngay cùng với túi sách và túi giấy không cần. Xe anh tôi không dám ngói. Viêm thác định đứng dậy tiễn cô nhưng một là vì đang u sầu, hai là vì có lẽ cô cũng chẳng thêm nên lại ngồi xuống. Đi tới cửa, nhấp cửu la quay lại nhìn anh, viêm thác, thanh toán xong rồi chứ? Viêm thác đáp, xong rồi. Hôm nay tôi có thể ngồi đây ăn cơm với anh, nói cho anh biết sự tồn tại của củ đất là để trả lại món quà của anh. Nếu đã thanh toán xong thì khi ra khói cảnh cửa này hai ta không còn liên quan gì nữa. Sau này anh đừng có để tôi bắt được. Tôi sẽ không ngà hai lần ở cùng một chỗ đâu. Viêm thác ngẩng đầu nhìn cô, cô cũng vậy. mươi 27 Khi ra khói cửa, nhấp cửu la còn quay lại nhìn biển hiệu cửa hàng, kho quen. Cái tên này rất hay, rất hợp ý cô vì nó có một ý vị cần cù, thật thà và bình dị gần gũi hơn hẳn món kho gia truyền, vua món kho. Cô không vội gọi xe dù sao không khí lạnh chưa về. Nhiệt độ hiện giờ rất thích hợp để đi dạo cô cũng cần đi một lúc để kéo mình ra khói câu chuyện cú đất kia, đưa mình về với cuộc sống bình dị nhưng lại đầy sôi động này. Thứ cô lo lắng nhất lúc này là răng chó. Ít thì ba tháng, lâu cũng chỉ nửa năm nữa răng chó sẽ tỉnh. Mà một khi gã tỉnh lại, cô sẽ không thể tiếp tục yên bình được nữa. Dối cô lại nghĩ đằng nào ở giữa cũng có viêm thác răng chó nói ra chân tưởng, chẳng khác nào chỉ thẳng mặt viêm thác bảo anh nói dối. Chắc chắn viêm thác sẽ làm gì đó. Không biết vì sao cô lại cảm thấy viêm thác lúc hỏi câu cuối cùng có chút gì đó đáng thương. Có lẽ phía sau anh ta còn có ẩn khúc gì khác. Nhưng trái tim cô lại hồi phục ngay, đáng thương quái gì chứ. Chẳng cần biết anh ta có ẩn khúc gì, kẻ trộm sẽ luôn là kẻ trộm, ma cọp cùng vẫn cử là ma cọp cảnh sát chỉ phụ trách bắt trộm thôi, còn việc kẻ trộm đó có đáng thương hay không là việc của quan tòa và phóng viên. Cô giơ tay vẫy taxi. Khi cô về tới nhà, chị Lư vừa mới ngủ, nghe được tiếng động, chị lại đi ra hỏi cô có muốn ăn gì không. Nhấp cửu la xua tay bảo chị cứ ngủ đi rồi bước qua sân, mở cửa vào phòng khác. Đi được hai bước cảm thấy sỏ giày cao gót thật là mệt, cô bỏ giày ra rồi đi chân chắn lên tầng. Phòng làm việc của cô rất lớn, tuy bên trong có không ít thứ nhưng đôi lúc ngẩng đầu trong đêm khuya tĩnh mịch, cô lại có cảm giác trống trải. Này cũng vậy, nhấp cửu la ngồi xuống bàn làm việc, rút một tờ giấy dài vàng nhạt ra viết những chuyện ngày hôm nay vào. Một, gặp viêm thác, thanh toán xong. Hai, kho quên, ăn rất ngon, có thể ghé nữa. Ba, không có ba, nghĩ không ra nữa. Cô bỏ bút xuống, gấp tờ giấy thành hình ngôi sao và cấm nó đến bên một chiếc tủ hai cảnh dựa sát tường. Trên hai cánh cửa tủ khắc hình thần đồ Úc lũy hai vị thần giữ cửa sớm nhất của Trung Quốc cổ. Phần miệng hơi hả ra của hai người đều được làm thành lỗ thùng. Nhếp cửu la nhét ngôi sao vào miệng Úc lũy, đứng đó một lúc, cô cúi người mở cửa tủ ra. Bên trong có hai chiếc hộp đựng sao. Thật ra nó là hai chiếc lọ thủy tinh, lọ bên trái có nhân 2002 đến 2012, bên phải là 2013. Lọ bên trái đã đầy còn lọ bên phải được một nửa. Sao trong lọ trái nhạt màu và cũ hơn hẳn bên phải? Nhếp cửu la hít sâu, thò tay vào đảo lọ bên trái mấy lần rồi nhặt ra hai ngôi sao nhỏ. Lúc bóc sao nên có tí nghỉ thức, cô tắt đèn lớn đi, bật đèn sàn dối ngồi trên chiếc sofa bên cạnh, cẩn thận mỡ sao. Chu Vĩ túm bím tóc của mình, đau muốn khóc luôn. Cô giáo bảo nó xin lỗi. Chu Vĩ, không giết cả nhà mày thì tao không phải người nữa. Nhếp cửu la bật cười. Chu Vĩ là ai nhỉ? Không nhớ nữa rồi. Nhưng cũng rất tốt, dù thuở nhỏ bị bạn bè bắt nạt nhưng cô chẳng hề yêu ớt. Nhếp cửu la mìm cười mở ngôi sao thứ hai. Tờ giấy dần hé lộ, nụ cười trên mặt cô cũng tắt dần. Tờ giấy này viết vào ngày 6 tháng 5 năm 2003. Nói thật thì thời gian không cách xa tờ giấy trên lãm nhưng cô lại nhớ rất rõ, thậm chí còn có thể kể lại được cả chi tiết. Sau khi viết xong tờ giấy này, cô bẻ gãy chiếc bút máy vỏ nhựa và uống một ly rượu pha nước để thể hiện quyết tâm của mình. Vì cuộc sống hạnh phúc của mình, mình quyết định đi đàm phán với tưởng Bách Xuyên. Tưởng Bách Xuyên cũng là lúc nên gọi cho tưởng Bách Xuyên rồi. Nhức cửu la mở áp đọc xong là cháy nhưng lại do dự khi gõ phím. Nếu nói với tưởng Bách Xuyên mình đã để mặc cho viêm thác đi chắc chắn chủ ấy sẽ tức chết. Chỉ bằng bớt vài câu. Đằng nào mình và tưởng Bách Xuyên cũng không phải cấp trên cấp dưới hay người thân thiết gì cô cứ làm hết khả năng của mình. Cố gắng tròn nghĩa vụ là được. Thiếu nợ thì trả tiền. Đân do một lúc, cô viết một dòng chữ. Hôm nay nhận được điện thoại từ số lạ do viêm thác gọi tới. Mấy phút sau bên kia trả lời, nói chuyện nhé. Nhếp cửu la đáp lại, vâng. Tưởng Bách Xuyên gọi ngay tới với giọng đầy phân khởi, cậu ta nói gì? Có tin tức nào đáng giả không? Nhếp cửu la là nói, làm chủ thất vọng rồi. Anh ta không nói gì có tác dụng cả. Anh ta biết chuyện củ đất nhưng không đầy đủ. Theo tình hình trước mắt, anh ta biết cú đất, đội trúng khăn và người nhà chó nhưng lại không biết nhà dao và nhà roi anh ta còn hỏi cháu giết củ đất kiểu gì cháu bảo không biết tưởng bách xuyên tức tối thế mà cậu ta dám bảo mình là người bình thường vô tình nhặt được răng chó chú biết ngay thẳng nhài này có vấn đề mà nhiếp cửu la đáp lại vâng cô cũng có nói dối đâu đúng là viêm thác biết những thứ này nhưng là do cô nói cho anh ta tưởng bách xuyên chỉ cần biết viêm thác biết những gì là được còn chuyện ai nói cho viêm thác thì cô cảm thấy không quan trọng mà cháu hỏi thăm tôn chu nhưng viêm thác bảo anh ta không ở chỗ bọn họ. Tưởng Bách Xuyên mỉa mai, thằng nhảy đó có câu nào nói thật. Nhấp cửu la, cháu cảm thấy chuyện này anh ta không nói dối. Lúc chạy heo cháy, mọi người đều rồi. Chủ tưởng tôn chu bị bọn họ dẫn đi, bọn họ lại tưởng tôn chu còn ở chỗ chủ. Có khi nào trong lúc dối ghen, tôn chu đã chạy mất không? Tưởng Bách Xuyên sững lại, cùng, có khả năng này lắm. Nhấp cửu la tiếp tục, vốn gì tôn chu đã cắm rễ này mâm rồi. Này mà được thả rông sẽ càng nguy hiểm hơn. Chú nên cho người đi tìm, nếu không nhờ xảy ra chuyện gì thì không ổn đâu. Tưởng Bách Xuyên đồng ý ngay rồi lại hỏi, thế còn cháu? Sau khi viêm thác chạy thoát, bọn chú không thể tìm được cậu ta. Cú điện thoại này rất có thể là màn khởi đâu, chủ nghỉ ngờ cậu ta sẽ làm gì đó phía sau. Nhếp cửu la nhìn đám đỗ mình mang về đúng là có hành động thật nhưng anh ta làm xong rồi. Nhếp nhỉ, cháu nên cẩn thận thì hơn. Hay thế này chủ cho mây người qua, cháu yên tâm, chủ sẽ không để bọn họ biết đến cháu, chỉ bảo bọn họ ở quanh đó thôi. Rồi chủ để lại số điện thoại của bọn họ cho Châu, khi nào cần thì cháu gọi. Lúc cấp bách có người giúp đỡ vẫn tốt hơn. Lời đề nghị này quá hợp tình hợp lý nếu từ chối sẽ ảnh hưởng tới tình cảm hai bên, nhấp cửu la cười, được và cúp điện thoại, tưởng Bách Xuyên nhìn đồng hồ, đã 11 rưỡi. Sắp tới giờ cho Tôn Chu ăn cơm rồi, ông ta phải qua xem. Bàn công ngay sát phòng ngủ, ông ta kéo cửa kính ngăn cách hai bên ra. Tước trà đang ngủ nghe tiếng động tưởng ông ta định về giường nhưng rồi lại thấy ông ta đi ra ngoài. Tước trà anh đi đâu à? Tưởng Bách Xuyên, không, xuống nhà thôi. Tước trà đáp lại một câu, xoay người ngủ tiếp tường bách xuyên đi thẳng xuống tầng hầm bản thiết kế của khu biệt thự này vốn không có hầm nhưng vì nhà mình thích làm sao thì làm nên đa số mọi người đều mở thêm tầng hầm tường bách xuyên cũng mở một tầng bình thường không dùng gì cả nhưng dạo gần đây lại có tác dụng lớn diện tích tầng hầm vào khoảng trên dưới trăm mét vuông có đủ ba phòng ngủ một phòng khách và cả bếp với đầy đủ đồ dùng dụng cụ mới vào phòng đã nghe tiếng cách cách do đâu to hăm hở băm trên thớt trên sàn bày đây thịt tươi sườn heo và cả gan nữa tưởng bách xuyên tới gần tươi hết cả chứ đầu to đáp tất nhiên rồi cháu đã bảo nhà bản nếu là thịt đông lạnh cháu sẽ mang trả trong lúc nói chuyên đầu to kéo một chiếc châu inox tới bỏ những thứ đã băm xong vào và cắm thêm một chiếc dĩa tưởng bách xuyên nhận lấy để chủ mang vào cháu chơi của cháu đi ông ta bê chậu tới trước căn phòng cuối cùng gõ cửa căn phòng này khác với hai căn phòng ngoài ở chỗ ngoài cửa có gắn thêm khóa nhưng lúc này chiếc khóa đang mờ theo tiếng cửa mở sơn cường thỏ đầu ra chú tướng à vừa nói cậu ta vừa tránh sang bên nhường đường cho tường bách xuyên đồng thời cũng để lộ ra tôn chu đang ngồi trên chiếc giường đằng sau tôn chu đang xem tv nghe sơn cường nói vậy anh ta quay lại nhìn tường bách xuyên khi nhìn thấy đàm thịt đỏ trong chậu vẻ mặt anh ta cau lại so với lúc trước anh ta tiểu tụy hơn nhiều. Ban đầu còn là một thanh niên sáng sủa đứng đắn, mà nay lại nghiêng về phía xấu. Nhất là vùng quanh đôi mắt, da thịt xệ xuống trông càng suy sụp. Tưởng Bách Xuyên cười hì hì, Tôn Chu, hôm nay thấy sao? Tôn Chu cào nhầu, chú tưởng, có thể đừng bắt cháu ăn. Thử này không? Anh ta chỉ vào chậu thịt trong tay tưởng Bách Xuyên, vẻ mặt như sắp nôn tới nơi, cái gì cũng phải nấu chín chứ thịt tươi đấy vi khuẩn, nói không chứng còn có cả sản nữa. Cháu ngửi thôi cũng thấy buồn nôn rồi, đây là thứ cho người ăn à? Tưởng bách xuyên dịu dàng, để chữa bệnh mà, cháu cố chịu đi. Không nói tới chữa bệnh thì thôi, nhắc tới tôn chu càng bực, chú tưởng lúc đâu bọn chủ đốt bằng lừa tuy là khó chịu nhưng đốt xong cháu thấy thoải mái hẳn. Sao lại dưng thế? Tưởng bách xuyên rất kiên nhẫn, phải chia giai đoạn chứ cháu không tin bọn chủ à, thịt này cháu cứ tưởng là thịt tươi nhưng thực tế bọn chủ cho thêm đồ rồi. Nó có tác dụng đẩy nếu cháu không tín, cháu đến bệnh viện mà xem. Cháu cũng đi rồi còn gì, kết quả thế nào, vết thương ngày càng nhiều lông, người còn ngỡ ngắn thêm. Nếu không nhờ bọn chú, đảm lông kia có thể dụng và cháu có thể tỉnh táo à? Tôn Chu không nói nữa, bởi những điều ấy đều là thật. Hôm đó dưới sự tò mò, anh ta đi vào trong ruộng ngô. Vốn không định đi xa nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn cứ bồn chồn. Anh ta luôn muốn tìm được chứng cứ chứng minh tối hôm trước chẳng có gì xảy ra và anh ta không làm gì thẹn với lòng. Anh ta cũng thấy được vết máu và đám thân ngô đổ dạp, cũng có sợ nhưng ánh mặt trời sáng trưng tiếp thêm dũng khí cho anh ta đi tiếp. Anh ta đi nhanh hơn, nhanh hơn nữa rồi cuối cùng tìm tới một hố đất. Khi đó miệng hố không mở rộng, xung quanh còn chất đấy mùn đất như một tổ kiến khổng lồ. Tôn Chu nhặt một đoạn gậy gạt đồng mùn kia ra. Bên trong tối om, không có tiếng gì hết, anh ta cúi người xuống nhìn vào trong, nhìn thấy hai viên gì đó lấp lánh như hai quả nho phát sáng. Nếu là người sống trên núi, chắc chắn sẽ đoán được đó là cho sói vừa tỉnh ngủ nhưng Tôn Chu không phải sinh ra giữa thành thị khiến anh ta thiếu sự cảnh giác với các sinh vật trong rừng sâu anh ta chỉ lùi lại chậm một chút thôi mà bên trong đã vươn ra hai cánh tay túm lay vai anh ta, kéo nửa người anh ta vào trong hố. Cảm giác của Tôn Chu là như rơi vào địa ngục, bên trong đen như mực lại ẩm ướt, tanh hôi nhưng đáng sợ hơn cả là anh ta liên tục bị cào, bị cần. Tôn Chu dày dụa, chống cự bằng hết sức mình nhưng vẫn luôn cảm thấy mình sẽ chết ở đây anh ta sợ đến mức chẳng hét lên nổi chỉ còn lại hai con mắt lấp lánh kinh khủng nhảy múa quanh người dối sau đó bỗng có người túm chặt chân anh ta kéo cả anh ta lẫn con quái vật kia ra ngoài đồng thời quát lên với con quái vật tôn trù chẳng thấy rõ là ai kéo mình ra mà chỉ nhìn rõ con quái vật bị lôi ra cùng minh chẳng dò nó có phải người không khi gương mặt nó dây máu nhăn nhún ghê người và cả hàm răng trắng hiếu nhưng dường như nó sợ ánh sáng và càng sợ người vừa tới nên cũ rụt người lại sau phản ứng đầu tiên của tôn chu là chạy chạy mau anh ta chạy ra khói ruộng mô, lên xe rồi chạy thẳng ra ngoài mãi tới khi vết thương ngứa ngáy anh ta mới bừng tỉnh nên đến bệnh viện kiểm tra chứ nhỉ thế là đi đến bệnh viện dối anh ta cũng cảm thấy kỳ lạ vì sao hành lang bệnh viên lại xoắn như con sâu vì sao mặt đất gồ ghề gương mặt cô y tả trực quẩy đăng ký lúc trong lúc méo vào gặp bác sĩ bác sĩ hỏi chó cắn à trong đầu anh ta xuất hiện hình ảnh một con chó vàng hung ác đúng vậy bác sĩ bảo y tá băng bỏ cho anh ta rồi tiêm vaccine phòng dài xong việc anh ta bước chậm lên xe trên ghế lái màn hình điện thoại của anh ta lập lòe như con ếch sắp bật nhầy anh ta vội giơ tay chụp lại chỉ chụp được khoảng không còn mình thì đập đầu vào ghế ngồi mất đi cho nên những gì anh ta nói với nhiếp cửu la đều là thật hoặc bản thân anh ta tưởng những gì mình nói là thật ngủ thẳng tới tôi anh ta ngồi dậy không biết phải đi đâu sở được một thẻ mở cửa phòng anh ta bỗng thấy mình nên đến đó ngủ mang theo cái đầu mít đặc đi trên đường anh ta bị chửi rất nhiều lần nhưng may là không bị tai nạn khi chạy xe vào bãi xe khách sạn có một chiếc xe địa hình trắng cùng đi cùng vốn là anh ta tới trước xe trắng tới sau nhưng vì đầu óc anh ta chẳng suy nghĩ được gì nên cử nhiệt tình gọi người lái xe trắng bằng giọng say mềm như đã uống cả tà rượu, anh đi trước, anh đi trước đi. Người đó nhìn anh ta một hồi rồi bảo, anh vào trước đi. Chú tưởng nói chẳng sai, đến bệnh viện chữa có khác nào bỏ tay chịu chết. Mình có thể tỉnh táo lại như này là nhờ cả vào liệu trình đốt của bọn chu tường mà. Chú tưởng sẽ không hại mình đâu nhỉ. Với lại mình chỉ là một tài xế quên, người ta dình gì ở mình được. Tôn Chu cố nén cơn buồn nôn, nhìn chậu thịt là thuốc thật à? Tưởng Bách Xuyên nói, trong đông y, phân rơi là thuốc, diều gà cũng là thuốc. Trông nó ghê vậy thôi chứ thuốc đắng giã tật, tốt cho việc chữa trị mà. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 28. Lái xe về Tây An đảng lẻ chỉ cần hai ngày như lại bị sự lơ đãng trần trọc của viêm thác kẻo thành ba. Thành phố thuộc tỉnh Thiểm Tây. Sắm tối hôm sau xe vào Thiểm Tây. Trên bản đồ, hình dáng tỉnh Thiểm Tây tựa như hình một người lính đang quỳ. Viêm thác cảm thấy mình vào tỉnh từ đầu ngón chân và chuẩn bị tiến về điểm đích năm ở vị trí xương chậu người lính. Đường cao tốc vừa náo nhiệt vừa buồn tẻ. Náo nhiệt ở chỗ xe qua lại tấp nập. Buồn tẻ là do phải lái xe một mình. Anh đi theo sự chỉ đường của bản đồ, thỉnh thoảng mới ngẩn đầu lên cột mốc chỉ đường treo đằng trước ngã ba. Chẳng rõ là lần ngần đầu thứ mấy, anh nhìn thấy một cái tên trên biển chỉ đường, huyện do đường, 62 km. Huyện do đường, còn chưa kịp nghĩ xem có nên tới đó không, tay lái của anh đã quẹo sang đó. Hơn 8 giờ tối, xe viêm thác đã chạy tới đối đầu châu. Nơi đây là mô than mà bố anh lập nghiệp trong những ngày đầu. Này nó đã hiu quạnh như nghĩa địa. Đừng nói là mỏ than mà cả đồi đầu châu này đều đã bỏ hoang. Chuyện này dễ khiến người ta nhớ tới làn sóng đãi vàng tại phía tây nước Mỹ người đãi vàng đến kéo theo nhà hàng quán xá, gái gọi, đủ mọi thứ có thể khiến một thành phố nhỏ vụt sáng. Nhưng khi hết vàng để đài, đám đông quay đi chỉ để lại một mảnh đất hoang vu. Một than tại đối đầu châu đóng cửa không phải vì đã khai thác hết than đã mà do không còn tỉnh kinh tế nữa. Sau này dưới sự thúc đẩy sản lượng than, các mỏ than đóng cửa hàng loạt, khiến ngày càng nhiều những giếng mỏ bỏ hoang. Viêm Thác từng xem được tin tức có liên quan là năm 2020 số lượng mỏ than bỏ hoang trong nước lên tới 12.000 mỏ. Cả thế giới đều đang nghiên cứu cách lợi dụng tài nguyên từ những giếng mỏ bỏ không ấy. Có người bảo phát triển du lịch công nghiệp, có người đề xuất xây bệnh viện ngâm, phòng thí nghiệm ngắm. Tóm lại là rất náo nhiệt, nhưng sự náo nhiệt ấy tuyệt nhiên không tới lượt cái nơi hẻo lánh như đối đầu châu con đường dẫn vào sân đã bị khóa lại. Hàng rào phủ đầy cho bụi, tấm biển quảng cáo phía trên cao còn chưa mục hết, để lại ba từ làm, vui, nhà, lững lơ giữa trời. Đi làm vui vẻ, về nhà bình an. Viêm thác ngồi trong xe lẳng lặng nhìn cảnh cửa sắt nọ. Anh không vào được nhưng ánh đèn xe vẫn có thể chiếu vào, soi sáng một khoảng đất bằng phía sau cửa. Hồi đầu, hàng ngày viêm hoàn sơn luôn ra ra vào vào cánh cửa sắt này trên chiếc xe đạp thổ mẹ anh cũng thường xuyên qua lại, dù đối với anh nơi đây chỉ còn những ký ức mơ hồ. Anh bước lừng chứng trên khoảnh đất bằng phía sau cánh cửa để tới trường đi học. Những bước chân chập chững ấy luôn khiến các thợ mỏ vây quanh cổ vũ tiểu thác, có lên. Chủ trường hỉ thị cấm kẹo que lắc lư trước mặt dỗ anh đi tiếp như treo cả rốt dụ con lừa. Tất nhiên sau này cái người phụ nữ trở thành di lâm của anh cũng ở đây. Viêm thác quay đầu xe, xe vừa chuyển bành. Quạng mỏ đã tối ẩm lại. Chẳng mấy chốc đối đầu châu đã chìm trong bóng đêm như một môi mộ chứa đựng nhiều bí mật. Xe vào thị trấn do đường. Thị trấn đã không còn dáng vẻ như xưa mà những con đường, nhà lâu, phố buồn bản đều được xây mới, mới đến mức những ai đang cố gắng nhớ về ngày xưa phải tịch mịch. Viêm thác dừng xe ở ven đường, đi vào một con phố ăn vặt. Đầu phố có một cửa hàng tên canh chua sủi cảo trường hy viêm thác vén rèm vào trong mặt tiến cửa hàng không lớn nhưng được bố trí rất sạch sẽ thoáng mát bởi vậy dù không phải giờ ăn chính nhưng vẫn đầy nửa ra số bàn ông chủ cửa hàng lưu trường hỉ đứng sau quầy thu ngân đang bận rộn gì đó mà có khách tới cũng chẳng biết chắc là tính toán số sách viêm thác đi qua gỗ mặt bàn một chén canh chua sủi cảo nhân thịt heo rau cải lưu trường hỉ vội vàng ngẩng đầu a à, à được mời quý khách ngồi, tiểu thác à. Viêm thác mỉm cười nhìn gương mặt vừa mừng vừa sợ của Lưu Trường Hy. Chủ Trường Hy giả rồi, tóc mai đã bạc trắng nhưng tính ra chủ còn chẳng tới 50. Lưu Trường Hy mừng rơn nhìn viêm thác hết lượt, ái trà, cao hơn rồi. Viêm thác cười, làm gì có, lần trước cháu đến đã cao vậy rồi. Lần trước anh đến là vào hai, ba năm trước. Với độ tuổi bây giờ cũng không thể cao thêm được, nhưng Lưu Trường Hì lại cảm thấy viêm thác đã cao hơn hoặc có lẽ là chủ đã giả, người còng xuống. Chú ngập ngừng hồi lâu mới thốt ra được một câu, ra dáng đàn ông rồi. Viêm thác môi một lát canh chua sủi cảo đã được bưng tới, còn được tặng thêm mây đĩa sau trộn và một lon ai biết. Lưu Trường Hì vứt việc cho nhân viên, ra ngồi ăn cùng anh, lần này có ở lại không? Viêm thác gắp một chiếc sủi cảo không ạ, cháu đi ngang qua thôi. Tiếp đó anh ngừng đầu nhìn cửa hàng, cửa hàng cũng nhiều khách đó chứ. Lưu Trường Hỷ bật cười, những nếp nhăn trên mặt hiền hiện, đúng thế, châu biết đấy trước kia bảy sạp bị đuổi tới đuổi lui, vất vả. Sau khi mua lại nơi này, thoải mái hơn nhiều, nói ra có thể cháu không tin. Chủ nói nhỏ lại, chia tám món tay lên, từ đầu năm đến nay chú kiếm được hơn 80.000 dối, chỉ tiến lại không đó viêm thác gật đầu quá tốt dối mấy khi được ổn định như thế này chú trường nghĩ chủ cũng nên tìm người bầu bạn đi thôi lưu trường nghỉ sừng sốt vào khoảnh khắc này chủ mới cảm nhận rõ việc thời gian trôi quá nhanh hình ảnh thằng nhóc con ăn kẹo que bị dính tay khóc lóc đòi chủ lấy xà phòng rửa tay tay cho còn rõ mồn một như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy mà hôm nay lại khuyên chủ nên tìm người bầu bạn như một ông cụ non dối Lưu Trường Hỷ pha trò, già khu rồi còn tìm ai được nữa. Viêm thác cúi đầu mò sủi cào, chủ đừng đợi mẹ cháu nữa, mẹ không tỉnh lại được đâu. Mà có tỉnh, trong lòng mẹ cũng chỉ có bố cháu thôi. Lưu Trường Hỷ sững người, chú cảm thấy xấu hổ đến tột cùng khi bí mật giấu kín bao năm bỗng bị người huyệt tuệt. Chú chẳng biết phải đáp lại viêm thác với vẻ mặt gì nữa. May mắn thay viêm thác rất chí vùi đầu ăn sủi cào, uống canh chứ không ngừng đầu lên, để chú có đủ thời gian suy nghĩ. Liêu trường hy nuốt nước miếng, nhìn đỉnh đầu viêm thác và bả vai hơi rung mỗi khi nhai nuốt. Mãi tới khi gương mặt không còn cứng ngắc nữa, chú mới hỏi như tiện mồm, mẹ cháu dạo này vẫn ổn chứ? Ăn xong, viêm thác rút tờ khăn lau miệng, vẫn vậy thôi. Bác sĩ bảo nếu để mẹ tự chọn, có lẽ mẹ muốn ra đi dứt khoát hơn là sống như vậy. Cháu ăn xong rồi chủ trường hỉ coi như chủ mời cháu nhé cháu không trả tiền đâu lưu trường hỉ cười như ứng phó trả tiến cái gì mãi tới khi trông thấy viêm thác đứng dậy định đi chủ mới giật mình đi luôn bây giờ à viêm thác cháu đi luôn đây cháu bảo chỉ ghé qua rồi mà lưu trường hỉ vội vàng đứng dậy tiễn anh khi đi tới cửa lại bị nhân viên cửa hàng chặn lại hỏi chuyện chú không thể tiễn viêm thác ra tận cửa được đành phải nói với bóng lưng anh gửi lời chào mẹ cháu giúp chủ nhé. Viêm thác không ngoảnh đầu lại, chỉ giơ tay lên vẫy như muốn nói, cháu biết dối. Vì lời nhờ vả của Lưu Trường Hỷ, giữa trưa hôm sau khi xe tới Tây An, viêm thác đến quán dưỡng sinh một chuyến. Đây là một quán dưỡng sinh, phục hồi xa hoa, riêng tư dành cho người thực vật trước kia nơi này sử dụng chế độ quét thẻ vào thăm nhưng mày hôm trước vì có người ăn trộm thẻ thành viên của khách để lên vào nên nay đã đổi sang quét thẻ và cả vân tay viêm thác đã nửa năm không tới một là vì sau khi tải áp của quán dưỡng sinh có thể xem video theo rồi bất cứ lúc nào hai là có tới nhiều hơn nữa người cũng chỉ nằm yên ở đó nên tới thăm hay không cũng vậy đương nhiên quan trọng nhất là anh không muốn tới mỗi lần tới là một lần áp lực Mẹ anh, Lâm Hỷ Nhu nằm ở căn phòng có ánh sáng tốt nhất và cũng yên tĩnh nhất quản dưỡng sinh. Khi mở cửa vào, hai người y tá đang mát xa bắp thịt cho Lâm Hỷ Nhu. Mục đích là tránh cơ thể suy thoái. Thật ra cơ thể bà đã suy thoái từ lâu nằm trên giường hơn 20 năm. Có vận động bị động nhiều đến đâu cũng không bằng được lượng hoạt động của người bình thường. Viêm thác từng trông thấy bức ảnh năm đó của mẹ. Khi ấy bà có da rẻ mịn màng, mắt sáng râm ngà mà nay cơ thể quất queo nhỏ gầy không thể ăn uống mà phải truyền thức ăn lỏng qua đường mùi bà xanh sao vàng vọt đầu cọc chọc trông vừa đáng thương lại buồn cười y tả nhận ra anh cũng biết thói quen của anh 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 viêm chúng tôi ra ngoài nhé viêm thác gật đầu rồi lại nói thêm lấy giúp tôi ít tăm bông và nước muối để tôi đánh răng cho mẹ lần trước anh vỗ lưng cho mẹ để tránh bị hoạt tử lần này đánh răng đi đến thăm cũng không thế chỉ ngồi nhìn được ít ra cũng phải làm được việc gì đó chứ chỉ lát sau y tá đã mang những vật dụng cần thiết tới viêm thác đeo khẩu trang y tế kéo ghế lại bên giường trải khăn tay ở dưới mặt lâm hỉ nhu rồi kéo đèn soi khoang miệng ở đầu giường đến vị trí thích hợp sau đó anh giơ một tay đỡ mặt lâm hỉ nhu tay kia chấm tăm bông vào nước muối và cẩn thận cọ từng chiếc răng một cho bà do lâu không nhai thức ăn cắm bà đã cứng ngắc miệng rất khó để há ra dù sáng nào chiều nào y tá cùng vệ sinh cho bà nhưng mùi khoang miệng vẫn nặng hơn người bình thường cách một lớp khẩu trang vẫn có thể ngửi được mà gương mặt được anh nâng trên lòng bàn tay nhẹ bẫng khiến người ta phát sợ bà cũng chẳng có ý kiến gì để mặc cho người khác làm gì tùy thích làm xong tất cả ảnh mặt trời ngoài cửa số vừa hay đúng độ rực rỡ một tia nắng hạ cảnh trên tấm đệm mềm mại, ấm áp. Viêm thác nhìn chăm chăm tia nắng ấy cho tới khi có tin nhắn gửi tới. Đó là tin nhắn của Lâm Linh, anh sắp về chưa? Dì Lâm bảo em hỏi anh đi đâu đấy? Viêm thác hồi âm, sắp rồi. Nhấn lại xong, anh nói tiếp mấy giây rồi đứng dậy dịch chiếc ghế về vị trí cũ và đi ra ngoài cửa. Lúc mở cửa anh có ngoảnh lại nhìn. Người phụ nữ nằm trên giường kia là người mất đi cuộc sống chồng con thậm chí là cả tên khi anh về tới biệt thự trời đã chuyển chiều thường ngày biệt thự khá ẩm ý bởi vì đây là tài sản của gấu đen gà phụ trách công ty vệ sĩ giao thiệp nhiều lại hào phóng nên nơi đây không giống nhà ở mà giống câu lạc bộ đánh bài uống rượu vui chơi của gã hơn bọn viêm thác ra vào bằng thang máy riêng ở cửa sau nói cách khác tầng một tầng 2 của căn biệt thự được mở nữa công khai còn tầng 3, tầng 4 là khu vực riêng tư có người canh gác. Hai bên được phân chia rạch ròi với người ngoài, gấu đen luôn bảo trên tầng có người nhà bị bệnh nặng, cần phải dưỡng bệnh nên khách đến chơi chưa bao giờ tò mò nhóm ngó. Nhưng hôm nay cả biệt thự đều yên tĩnh, khi viêm thác vào trong thang máy, không nghe được bất cứ tiếng ồn ào nào. Chắc hẳn là gấu đen đi vắng, nhưng cũng lạ ghê, Bình thường anh ta luôn bám sát Lâm Hỷ Nhu, không lúc nào không có mặt cả. Viêm thác đi lên tầng 3. Lãm lĩnh đang làm căn nhà tủ công trong phòng khách cạnh thang máy. Nghe tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu lên và thấy viêm thác bước vào. Gấu đen không có nhà à? Mấy hôm nay không thấy anh ta, em gọi tới nông trường cũng chẳng gặp. Vậy là bị sai đi nơi khác làm việc rồi. Viêm thác liếc qua căn nhà nhỏ sắp xong trên bàn trà. Căn nhà có màu hồng nhạt, rất nữ tình, còn có cả bàn ghế và bàn trang điểm nữa. Có phải cô gái nào cũng thích kiểu mơ mộng thế này không? Chắc chắn nhiếp cửu la không phải. Những bức tượng trong phòng làm việc của cô có cái đẹp vô cùng, có cái thật hung dữ nhưng chẳng cải nào đáng yêu, xinh xắn cả. Anh hỏi nhỏ, em sao rồi? Dạo này đi ngủ vẫn bình thường chứ? Có mua camera không? Trong biệt thự có camera nhưng chủ yếu là phòng người ngoài nên không gian sống không có. Lâm Linh gật đầu, em mua rồi, không sao cả. Vậy là tốt rồi, viêm thác an ủi cô, có lẽ đó chỉ là giấc mơ thôi. Hy vọng là vậy, Lâm Linh biểu môi ra bên ngoài, Di Lâm bảo anh về thì vào gặp Di. Cửa phòng Lâm Hỷ Nhu đang đóng, viêm thác giơ tay gõ cửa, Di Lâm, cháu đây. Vào đi. Viêm thác mở cửa đi vào, Lâm Hỷ Nhu đang gọi điện thoại, ra hiệu cho anh đợi một lát. Anh không nghe được nội dung cuộc điện thoại vì Lâm Hỷ Nhu chỉ ư. Tốt, cứ vậy thôi, chụp ảnh gửi cho tôi nhưng nhìn từ nét mặt có thể thấy tâm trạng ả à rất tốt. Chuyện công việc rất ít khí có thể làm ả à cười dạng dỡ như vậy. Viêm thác suy tư, chẳng lẽ có manh mối bên răng cửa rồi? Đây có thể nói không phải là một tin tức tốt với anh vì chỉ cần một nhân chứng xuất hiện lời nói dối của anh sẽ vỡ tan đặt điện thoại xuống lâm hỉ nhu nhìn viêm thác cuối cùng châu cũng về rồi chuyện cây thuốc còn con này việc gì phải tự mình đi đang nói dỡ nét mặt ả à bồng thay đổi cổ cháu sao thế vừa nói còn vừa giơ tay ra sờ vết thương trên cổ đã kha khá rồi nhưng dấu răng chưa hết được ngay viêm thác mất tự nhiên tránh sang bên không có gì đâu ạ à? cháu gặp phải một dưa điên Lâm Hỉ Nhu không dễ lừa như Lâm Linh, con gái hả? Vâng, Lâm Hỉ Nhu nhíu mày, tiểu thác, cháu có yêu đương cũng phải tìm người đứng đần, đừng có chọc vào mây kẻ nhố nhăng đó. Con bé họ nhiếp lần trước cháu mới bỏ trên đường núi, mới được vài hôm lại thêm một đứa cần người. Cháu không thể chơi với mấy người bình thường hả? Viêm thác, lần sau cháu sẽ chú ý. Rồi anh bồng đổi chủ đề, dì Lâm, trông dì khá vui vẻ có tin tốt gì à? Lâm Hỷ Nhu cảm thán, đúng vậy. Liên quan tới răng cửa à? Lâm Hỷ Nhu không đáp nhưng qua nét mặt à thì khả năng cao là vậy. Thật kỳ lạ khi Lâm Hỷ Nhu cứ chú ý tới răng cửa. Viêm thác có một trực giác rằng sự chú ý này không chỉ vì anh và răng chó bị bọn giãng cửa bắt nhốt. Cháu tưởng là manh mối đứt ở răng cửa rồi chứ. Lâm Hỷ Nhu mỉm cười, tiểu thác, cháu đừng quan tâm tới chuyện này. Dì Lâm luôn hối hận vì đã kéo cháu vào việc này để Châu bị cha tấn thành vậy. Cháu yên tâm đi, những kẻ hại cháu gì sẽ để bọn họ trả giá gấp đôi. Im lặng một thoáng, viêm thác bỗng cười, cháu hiểu rồi dì Lâm. Tất cả là tại cháu vô dụng, chẳng mấy khi làm việc giúp gì mà làm cũng không nên hùn, gây ra rắc rối lòn để mọi người phải giải quyết. Dì không mắng cháu đã là tốt với cháu lầm rồi. Lâm hỉ nhu ngắn ra, cảm thấy anh hiểu nhầm ý mình, không phải đâu tiểu thác. Viêm thác mở cửa, cháu hiểu mà, dì Lâm, dì không cần an ủi cháu đâu. chương 29, Lâm hỉ ngu bất đắc dĩ, sao cháu lại cứng đầu thế nhỉ? Chuyện lần này đâu liên quan gì tới cháu, là do răng chó gây họa và làm liên lụy tới cháu mới đúng. Viêm thác rụt tay lại, răng chó ấy à? Lâm hỉ ngu gật đầu, việc này quá phức tạp, sau này dì sẽ giải thích với cháu. Tóm lại không phải lỗi của cháu, cháu đừng tự trách mình. Mãi sau viêm thác mới nói, nếu vậy thì dì Lâm, thủ của cháu Châu muốn tự đi đòi. Nếu mọi việc đều có gì xử lý hộ, người khác sẽ coi thường cháu. Lâm hỉ nhu bật cười thằng bé này, coi thường cái gì chứ? Lại còn phân chia gì đời với cháu đói nữa? Cháu còn nhờ lần gấu đen phóng hỏa, có người phụ nữ bị bỏng không? Viêm thác tỉnh bơ, cái chị Hoa kia á. Chị ta tỉnh rồi à? gì hỏi được manh mối từ chỗ chị ta à? Lầm hỉ nhu khinh khỉnh, làm sao mà tỉnh lại được? Chị ta chết lâu rồi. Tâm trạng viêm thác trùng xuống. Chị Hoa đấng là một trong số những người từng hại anh nhưng có căm thù tới đâu cũng không đến mức chủ chị ta chết. Lầm hỉ nhu cần nhẫn, đám người của răng cửa này trốn kỳ quá, chỉ còn mỗi chị ta. Dì bảo gấu đen cho người canh ở đó từ lúc nhập viện đến khi hỏa táng rồi mai táng. Mai tảng xong gì lại bảo canh ở mộ. Viêm thác nghe mà lạnh sống lưng. Cuối cùng đến hôm nay, gấu đen vừa nói với dì là ngày thứ 18 sau khi mai táng. Nửa đêm có một lão già lén lút đến mộ hóa vàng mã. Lão ta quẻ một chân, phải chống gậy. Dì đã dặn gấu đen phải bắt sống lão già đó về đây. Đang nói dỡ thì có tin nhắn ảnh gửi tới. Lâm hỉ nhu cười. Này cháu xem có phải lào quê cháu nói không? Bỗng dừng ả à im bặt nói không ngoa tí nào viêm thác cảm thấy gần như trong một khoảnh khắc máu trên mặt ả rút huyết đi khiến cả môi cũng tím tái anh chưa từng gặp ả như vậy bao giờ chưa một lần nào luôn ớ nhìn chằm chằm bức hình trên điện thoại những ngón tay siết chặt chiếc điện thoại dần trắng bệch ra chỉ dựa vào những khớp xương nhô lên là đủ để biết ả siết chặt tới nhường nào viêm thác nhìn vào màn hình không sai đúng là lão già có biệt danh cha quẻ kia bình thường ra người già gương mặt sẽ hiến lành hơn nhưng lão ta thì không đôi mắt sắc năm trên gương mặt già nua khiến người ta có cảm giác đảng sợ anh đáp đúng là lão già này dì lâm dì quen lão ta hả chắc chắn là có quen vì đến nay lâm hỷ nhu vẫn chưa hoàn hồn trước sự ngạc nhiên mới đầu nghe viêm thác hỏi à giật mình như người vừa bừng tỉnh khói giấc mơ dài sau tiếng hả ngơ ngác là gương mặt tái nhợt dần hồi máu những tiếng thở gấp và câu nói lộn xộn tiểu thác rót rót cho gì ly nước vừa nói à vừa lùn lại ngã ngồi xuống ghế viêm thác rót một ly trà nhài trong âm dưỡng sinh ra đưa cho lâm hỉ nhu à run rẩy nhận lấy ngửa đầu uống cạn cả ly chứ không uống kiểu tao nhà thường ngày ở răng cửa cha què chỉ là một người bình thường thôi thậm chí địa vị của lão ta còn không bằng cả tước trà chứ chưa nói tới chú tưởng trên cùng sao Lâm Hỷ Nhu lại có phản ứng dữ dội khi trông thấy ảnh chụp của lão ta thế nhỉ? Viêm thác cảm thấy những điểm ngờ vực lan tràn thành bụi nhưng vẫn cố gắng không biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng Lâm Hỷ Nhu cũng dịu đi đôi chút nhưng cách nói chuyện vẫn cứ đứt quãng. Tiểu thác, cháu vừa về chắc cũng mệt, đi nghỉ. Ngơi đi, dì chợt nhớ ra còn vài việc phải xử lý. Viêm thác vâng dạ đi ra ngoài. Anh cố tình đi thật chậm và khép cửa còn chậm hơn xuyên qua khe cửa dần khép lại. Anh nhìn thấy Lâm Hỷ Nhu gọi điện thoại, đêm nay có thể dẫn tới nông trường không? Đúng, chính là ông ta. Vừa mới lên đèn, nhà tường Bách Xuyên. Đang là giờ cơm, cô giúp việc bày từng môn ăn lên bàn. Những món thịt hồng, canh màu sữa bầy trong bát đĩa to sụ trông thật hấp dẫn. Nhưng mấy người ngồi quanh bàn lại chẳng ai động đùa, tưởng bách xuyên sắm mặt như đang kìm nén cơn giận đầu to bực bội ngồi đó thỉnh thoảng lại ngó sơn cường sơn cường đang bận bịu gọi cho cùng một số điện thoại mồ hôi chảy ròng dòng trên trán chỉ có tước trả như người ngoài cuộc ngồi chơi trò chơi cô ta cảm thấy thành phố mình quản lý quá yên bình cần phải tăng thêm trộm cướp để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân món ăn cuối cùng được bẽ lên tường bách xuyên phấy tay bảo cô giúp việc đi ra ngoài đồng thời quát lên với Sơn Cường, gọi gì nữa mà gọi. Một ngày trôi qua dối, chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Sơn Cường bị ăn quát, giật nảy mình suýt thì làm rơi cả điện thoại. Cậu ta cẩn thận nhặt điện thoại về, chuyện này không thể trách cha quẻ được. Tưởng Bách Xuyên tức mà không làm gì được, đã bảo thời gian này không được đi linh tinh rồi. Bảo ông ta ở đây thì không chịu, luôn mồm bảo mình tự lo được. Kết quả thế nào? Sơn Cường vẫn nói đỡ cho cha quẻ, chị Hoa bị như vậy, cha quẻ không muốn rời khói đó cũng là điều dễ hiểu mà. Tước trà ngồi bên dòng tai, vậy ra chị Hoa và cha quẻ còn có gì đó với nhau à? Thời gian cô ta ở răng cửa không dài nên không nhận ra được điều ấy. Đầu to hàng giọng chú tưởng cha quẻ và chị Hoa lúc trẻ từng phải xa nhau, giờ lại đều quá vợ quá chồng. Người ta có tình cảm với nhau chị Hoa bị bông, cha quẻ không đi thăm đã là cố lắm rồi. Bây giờ chị ấy chết, cha quẻ đến viếng cũng là bình thường. Huống chỉ ông ấy còn cẩn thận chọn lúc đêm khuya vắng vẻ. Ai mà ngờ được đến giờ bọn viêm thác vẫn còn canh ở đó. Tưởng Bách Xuyên cũng biết là vậy. Nếu xét từ mặt tình cảm ông ta cũng thấy việc cha quẻ đi thăm mộ là điều rất bình thường nhưng giờ xảy ra chuyện rồi. Không thể khen hành động đó là chuẩn xác được. Giữa bầu không khí căng thẳng, Tước trà tắt điện thoại ngồi xích lại gân Sơn Cường và hỏi nhỏ, hối trẻ phải xa nhau là sao? Sơn Cường ngỏ tường Bách Xuyên rồi cũng thì thầm kể lại ngắn gọn cho Tước trà nghe. Thì ra hơn 20 năm trước khi cha què còn đương tuổi tráng niên từng là một cặp tâm đầu ý hợp với chị Hoa, nhưng gia đình chị Hoa chê ông ta nghèo, không có tương lai. Thật ra cha mẹ ngăn cấm không phải chuyện gì to tát. Chỉ cần con cái nhất quyết không chịu chia tay, Cha mẹ cũng chẳng làm gì được, cả vì xã hội mới, người ta chú trọng tự do yêu đương. Nhưng cha quẻ là người coi nặng lòng tự trọng, không chịu nổi cái nhìn coi thường của người khác nên đã bảo với chị Hoa là muốn ra đi tìm cách làm giàu và sẽ lái ô tô về lấy chị ta. Kết quả chuyến đi ấy ông ta gặp chuyện ngoài ý muốn, thành người tàn phế. Tự cảm thấy mình không xứng với chị Hoa nữa, cha quẻ trốn tránh không gặp sau này chị Hoa lấy người khác còn cha què cũng kết hôn theo sự sắp xếp của gia đình. Tiếc rằng bạn đời hai bên đều không thể sống lâu, 20 năm sau gặp lại, cả hai đều thành người cô độc nhưng hai người họ cũng không nối lại duyên phận như mọi người tường mà chỉ sống gần nhà, chăm sóc lẫn nhau tựa như một cặp tình nhân còn thân thiết hơn cả người nhà. Tước trả ngắn ngơ ngồi nhớ lại, thật ra cô ta không thích cha quê lắm vì ông ta hay sẵn giọng tục tiểu như một lão già khó tính. Ngờ đâu ông ta và chị Hoa lại có một quá khứ như vậy. Biết Nguyên do dối nên quay sang gặp tường Bách Xuyên, cô ta cảm thấy rất ghét, rõ ràng anh là người sắp đặt, có thể báo cho chị Hoa nhưng lại không chịu, cứ để người ta chết là kiểu gì. Đế cái bầy ấy chân thực hơn à? Đang bực bội, tường Bách Xuyên bỗng nhận được tin nhẫn. Xem xong, ông ta không ngừng đầu lên mà bảo tước trả, bọn hình thâm đến rồi em xuống mở cửa ga ra đón họ lên nghe thấy cái tên hình thâm tim tước trà bồng đập thình thịch cô ta đáp lại một câu như không có chuyện gì dối đi ra ngoài tất nhiên hình thâm không tới một mình anh ta là người mù không thể lái xe được người lái xe là anh đao dạo này anh ta luôn đi cùng hình thâm sau khi hành trình đến đất xanh bị bỏ rỡ ngoài ý muốn cả đám về răng của nghỉ ngơi sau này việc tra khảo viêm thác không có tiến triển quay lại đất xanh cũng không ổn nên đa số mọi người đều chọn cách đi về. Chỉ mình hình thâm là muốn về vùng trung bộ tấn ba để thâm hết những cánh cửa tượng vàng chưa kịp đi. Tất nhiên tưởng Bách Xuyên không thể đi theo anh ta nhưng cũng không yên tâm để anh ta đi một mình nên đã bảo người giỏi nhất trong đám trẻ là anh Đao đi cùng. Vừa ra đón đã gặp được bọn họ, tức trà mở luôn cửa ga ra, nhân tiện quan sát xung quanh và hướng dẫn xe vào vị trí. Cửa kính xe mở một nửa nên khi xe đi ngang qua, tước trà trông thấy hình thâm mối ở hàng ghế phía sau. Có lẽ vì mắt bị mù, không bị dồi lòng bởi sự phồn hoa bên ngoài nên lúc nào anh ta cũng bình thản, dịu dàng, sâu lắng như nước suối trong. Bên cạnh anh ta là... trẻ con hả? Tuy xe chạy rất nhanh nhưng tước trà tin chắc là mình không nhìn nhầm. Xét từ vóc người, đó là một đứa nhóc 8 tuổi mặc áo hốt đi xanh vàng. Đội mũ và đeo khẩu trang như thể sức khỏe không tốt lắm Đứa nhóc đó củi đầu ngồi im bên cạnh hình thâm Ra ngoài làm việc sao lại dẫn cả con theo Chưa kịp nghĩ thêm, xe đã dừng lại Anh Đào và hình thâm lần lượt xuống xe rồi khóa cửa xe đi ra ngoài Tước trả thốt lên, bé đó Không xuống xe à? Anh Đào liếc sang, cô đừng quan tâm Tước trả ngoan ngoãn im lặng Làm người bên gối của tưởng Bách Xuyên nhiều năm Cô ta cũng biết được đôi chút nhưng chỉ biết mỗi thứ một tẹo thôi chứ chẳng biết hết được tất cả. Tưởng Bách Xuyên chỉ coi cô ta như một người bạn gái đáng yêu, xinh đẹp chứ chưa từng coi là đồng bạn có thể sát cánh. Bản ăn rất lớn, thâm hai người nữa cũng chẳng nhầm nhỏ gì. Thấy bọn hình thâm đi vào, tưởng Bách Xuyên mỉm cười, đứng dậy, hai đứng đến thật đúng lúc, đồ ăn vừa mới mang lên vẫn còn nóng hồi. Hình thâm nói, chú tưởng, tìm chỗ nói chuyện đi. Tưởng Bách Xuyên đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước bởi khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện. Vừa xuống núi đã nhận được nhiều tin tức chống chéo nhau như vậy, hình thâm muốn nói chuyện cũng là điều khó tranh khói. Ông ta bước ra khói chỗ ngồi, cũng không quên bảo những người khác mọi người ăn trước đi, không cần đợi chúng tôi đâu. Đợi nữa đồ ăn sẽ nguội mất. Nói thì vậy chứ chẳng thể để hai người họ ăn đồ thừa được. Tước trà mang mấy chiếc hộp tới, san nữa non đĩa thức ăn vào đợi hai người họ lên tầng cô ta mới hỏi Sơn Cường, Ê, mày nói xem hình thâm không nhìn thấy mà sao đi đường lại không cần người khác giúp nhỉ? Sơn Cường mù tịt, em làm sao mà biết được, có khi mù lâu thành quen ai? Đầu to thì vênh váo cần một miếng dưa chuột châm mắm, tất nhiên người nhà chó phải. Không tầm thương rồi, tường Bách Xuyên dẫn hình thâm lên sân thượng, xung quanh không có nhiều nhà cao tầng nên cảnh sắc khá đẹp ngoài đường có thể trông thấy những chiếc ô tô vụt qua xen lẫn với xe đạp điện giao đồ ăn ngoài. Ngành nghề mới phát triển ghê thật đấy, tưởng Bách Xuyên thầm cảm thán, nếu năm đó mình bỏ tiến vào giao hàng hay giao đồ ăn mà không phải công nghiệp thì đã không đến mức về già chẳng có của cải. Hình thâm đi thẳng vào vấn đề, cháu nghe nói mất liên lạc với cha quẻ, có khi nào bị. Tướng Bách Xuyên chen lời, khả năng cao lắm, nhưng chủ quen biết cha quẻ 30 năm, ông ấy là người cứng đầu, trọng tình nghĩa nên không có vấn đề gì lớn cả. Vậy cũng không thể mặc kệ được, phía viêm thác không tra được tí gì à? Tưởng Bách Xuyên cười khổ. Tra được, công ty, địa chỉ, biển số xe, số điện thoại đều tra ra được. Nhưng vấn đề là công ty hoạt động bình thường, nhà cửa bỏ không, xe và điện thoại đã đi đời ở răng cửa nên có thể nói viêm thác bốc hơi hoàn toàn không chỉ viêm thác mà cả lâm linh từng xuất hiện cũng mất tâm hôm đó sau khi tương kế tựu kế ông ta có xếp người định bám theo đồng bọn của viêm thác nhưng bám được một đoạn thì mất dâu số điện thoại ghi lại cũng là giả độ cảnh giác của đối phương cao hơn nhiều so với ông ta nghĩ ông ta cũng từng định điều tra từ phía mẹ viêm thác nhưng quản dưỡng sinh xa hoa đó không phải ai cũng vào được mãi mới trộm được thẻ khách hàng thì lại phát hiện và đổi luôn cách thức ra vào với lại nghe nói một năm viêm thác chỉ tới một hai lần nên ông ta cũng chẳng đủ sức ôm cây đợi thỏ cả năm trời. Hình thâm nói, cháu lo cho A à La kìa, em ấy không giống chúng ta, chú không xếp người cho em ấy à? Tưởng Bách Xuyên bất đắc dĩ, có chứ nhưng nó không chịu, nghĩ mình cứng đầu có thể làm mọi thứ. Chú chẳng thể cho người canh nó được, ngộ nhỡ bị nó phát hiện lại to chuyện gọi người tới. Chủ đã cho nó số điện thoại rồi có việc gì nó có thể gọi người tới. Hình thâm cảm thấy vẫn không ổn, nếu là việc mà em ấy cũng không giải quyết được thì người chú cử tới cũng đâu giúp được gì. Hay là cháu qua đó? Tưởng Bách Xuyên im lặng một lúc lâu rồi bật cười, hình thâm, thôi đi, bọn cháu không thể quay lại được đâu. Chú tưởng có thể nói là người nhìn hai đứa lớn lên. Nhếp nhị là đứa muốn gì phải lấy cho bằng được, còn như không muốn có bỏ trước mặt cùng chẳng thèm nó đã quên chuyện trước kia rồi mà sao cháu cứ canh cánh mài thế nghe chú khuôn nó không xứng với cháu cháu xứng đáng có được một người tốt hơn im lặng một lúc lâu hình thâm nói chú tưởng chủ nghĩ nhiều rồi nay chị hoa chết cha quẻ cũng mất tích a la lại là bia ngắm cháu lại chẳng biết người ta sẽ làm gì em ấy những lúc như này còn thù hằn gì nữa tất nhiên là giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu rồi ít ra cháu còn có thể ngửi mùi và nhắc nhở em ấy tướng bách xuyên cười gượng tùy cháu lát nữa chủ hỏi giúp cho hình thâm do dự thôi chủ hỏi em ấy lại từ chối cháu thấy cử qua thẳng luôn thì hơn phản ứng đầu tiên của tường bách xuyên là làm vậy không ổn nhưng rồi lại cảm thấy để hình thâm nếm mùi thất bại cũng tốt trong đám trẻ ông ta thích hình thâm nhất nhưng lại ghét cái thải đổ dề ra của anh ta trong chuyện tình cảm nhưng đây chẳng phải vấn đề gì lớn đàn ông mà lúc nào chả có một hai năm lụy tình trải đời rồi mới chủ tâm vào công việc được thế là ông ta đáp tùy cháu thôi chuyện của cháu Châu tự quyết định à phải rồi cháu mang Châu Châu về rồi chứ hả về rồi đang ở trong xe dọc đường nó thế nào rất tốt rất nghe lời cũng rất thích thể hiện Tướng Bách Xuyên gật đầu, đúng là phải xem duyên phận, bao nhiêu người mà nó chỉ thân với cháu. Bây giờ nó thích ăn sống hay ăn chín? Thích ăn chín, không mấy khi đụng vào đồ sống, cho ăn thịt còn đó là nó nổi sùng liền. Tưởng Bách Xuyên ngạc nhiên, thật hả? Sau đó ông ta cười, được, đêm nay cho nó ăn sườn. Thằng nhảy đó càng ngày càng giống người. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 30. Hai giờ sáng, xe viêm thác chạy vào đường cây dưới nông thôn, chỉ 15 phút nữa là tới nông trường dối. Lâm hỉ nhu mồi ở ghế sau, chuyến đi tới nông trường lần này, à chỉ có thể báo viêm thác đưa đi, gấu đen không có nhà, đàn em thân tín của gã cũng không mà chẳng thể gọi bừa một ai đó đưa à đi vào lúc nửa đêm được. Thân xe sóc này bấp bênh, đây là khuyết điểm của đường nông thôn, không được giữ gìn cẩn thận lâm hỉ nhu hoàn hồn lại sau phút ngẩn ngơ tiểu thác à cháu có mệt không mệt thì lái chậm thôi viêm thác không trả lời quả nhiên lâm hỉ nhu cũng chỉ tiện mồm vậy thôi vì ngay sau đó à đã quay về với trạng thái ngẩn ngơ ngơ ngắn rồi nông trường tối om như mực chỉ có mỗi phòng gác cửa ngay cổng là có ảnh đèn trắng nhạt nhưng viêm thác không đi vào từ cửa trước mà vòng ra cửa sau khi sắp tới nơi anh bấm hai tiếng còi Bóng đen bên cửa lắc lư, lát sau chiếc cổng xếp tự động bằng inox kéo sang bên. Viêm thác lái thẳng xe tới trước tòa nhà, cánh cửa bên hông đang mở, trong cửa có ánh sáng và gấu đen đang đợi ở đó. Lầm hỉ nhu xuống xe, vội vàng bước về bên đó. Tiếng giày cao gót vang lên giữa đêm đen cùng với góc áo khoác bị gió thổi tung bay. Viêm thác ngồi ngay ngăn trên ghế lái, không nói năng gì. Đi tới bên cửa hông, lâm hỉ nhu mới nhớ ra quay lại gọi anh tiểu thác vào dây đi viêm thác đáp lại cởi dây an toàn rồi xuống xe lâm hỉ nhu cười khổ với gấu đen thằng bé này mốc quá không gọi là cứ ngồi đây thôi đêm hôm khuya khoắt chẳng lẽ tôi lại để nó đợi ở trong xe một mình gấu đen nheo mắt nhìn viêm thác đang đi tới khóe môi nhếch lên thể hiện vẻ khinh thường đần quá mức rồi đấy định xô xiên tiếp nhưng thấy nét mặt lạnh băng của lâm hỷ nhu gã ngoan ngoãn ngậm miệng trên mạng hay có câu chỉ phụ nữ mới nhìn ra được ai là loại con gái tôi song hành với nó gã cũng muốn nói rằng chỉ có đàn ông mới có con mắt sảng suốt để phân biệt đàn ông đều lâm hỷ nhu nuôi viêm thác quá lâu nhìn đâu cũng thấy điểm tốt viêm thác đần á tuy trước giờ gấu đen không tóm được nhược điểm nào của anh nhưng chưa bao giờ gã nghĩ viêm thác đân cả viêm thác đi theo lâm hỉ nhu và gấu đen xuống hầm nói thật anh khả muốn trở lại cái thời hơn chục năm trước khi ai khoa học kỹ thuật chưa phát triển trong nhà ngoài nhà không có lầm camera và thiết bị cảm ứng hiện đại như bây giờ nên anh còn có thể lên xuống dưới hầm nhưng giờ thì không được trong trong ngoài ngoài có biết bao con mắt điện tử có thể phát hiện âm thanh và nhiệt độ trừ phi cắt điện ngắt mạng nếu không anh chẳng có gan lên vào tiếp hơn nữa sau những lần hoàn thiện tầng hầm đã không còn dáng vẻ rách nát như xưa nữa rồi. Mỗi tảng đều có cửa inox kết hợp với kinh chống đạn, ra vào đều cần mật mã được thay đổi định kỳ và quét dầu vân tay. Quan trọng hơn cả là nhìn từ bên ngoài nó chẳng có điểm gì lạ thường, chỉ như một vườn ươm những loại cây ưa tôi và nhà kho được canh gác nghiêm ngặt. Gấu đen dân hai người tới trước một căn phòng nhỏ. Những căn phòng dưới này cơ bản đều cách âm, có cãi và trong phòng thì người bên ngoài cũng không nghe thấy. Nhưng dù vậy, đứng ngoài cửa vẫn nghe được những tiếng ném đổ bình bịch bên trong. Gâu đen cười mia, định phà phong đấy à? Lâm hỉ nhu nhíu mày, không trói lại à? Không ạ, à, cho chút cơn giận trước để lào mệt là đi. Đằng nào căn phòng này cũng chịu được lực, bàn ghế bên trong cũng chắc chắn, không đập hông được. Theo em thấy tên này quá ngu, chẳng có ai trong phòng mà vẫn nổi điên. Gấu đen đứng ở cửa một lát, mới bấm mật mã và mở cửa ra. Nghe giọng điện tử trên cửa, cha quẻ đã dồn sức vung mạnh cây gậy về phía cửa. Còn luật pháp nữa không? Dám bắt bố mày! Tuy cha quẻ hung hãn, nhưng so với vóc người vạm vỡ của gấu đen thì chẳng là cái gì. Gấu đen giơ một tay nắm lấy cây gậy, đá thẳng lão ta vào bức tường đối diện rối hùng hổ ném gậy xuống đất hung hàng ghê nhỉ? Cú va vào tường này suýt làm cha quẻ tất nhớ lão ngẩng đầu lên nhìn lướt qua gấu đen, Lâm hỉ Nhu và chú ý ngay tới viêm thác đứng sau cùng. Mắt lão đỏ bừng, gương mặt vặn vẹo cả đi bà mẹ nó, hỏa ra là chúng mày phóng hỏa. Lúc bị bất lão cũng từng nghĩ ngờ là đồng bọn của viêm thác nhưng dù sao cũng chưa thấy được bằng chứng thiết thực nên không dám chắc chân. Này thấy viêm thác thì chẳng còn do dự gì nữa. Lão hét ấm lên, lao về phía cửa mà quên mất rằng mình đã mất một chân nên cuối cùng đã ngã răm xuống đất nhưng chuyện ấy chẳng làn lào mất đi ý chỉ chiến đấu lão vẫn dùng cả tay cả chân và một bên đầu gối để bỏ về phía trước lâm hỉ nhu đứng im đó lạnh lùng nhìn lão viêm thác cụp mắt ánh mắt né tránh vẫn là câu nói khi trước đúng là mấy người đó từng bắt nhốt anh và anh cũng không thích thú gì bọn họ nhưng không đến mức muốn thấy bọn họ sống thê thảm gấu đen cúi người một tay túm cổ một tay túm bên chân gây Sách lão lên như diều hâu sách gà, lào giả, im lặng tỉ đi. Vừa nói gã vừa nêm cha quẻ vào một chiếc ghế rửa, bẻ ngoặt tay lão ra sau và còng vào lưng ghẻ. Xong xuôi gà quay lại hỏi Lâm hỉ ngu, chị Lâm, vậy đã được chưa? Lâm hỉ nhu cười, được rồi, hai đứa ra ngoài cả đi. Viêm thác đi ra khói phòng, do cửa đóng nên anh chẳng nghe thấy gì lúc trước anh còn sợ cha que sẽ chọc thủng lời nói dối của mình nhưng nay thì không sợ nữa với thái độ của lâm hỉ nhu xem ra chuyện răng cửa đã không còn quan trọng nữa thư ả muốn nói chuyện với cha que là một chuyện xưa khác gầu đen cười ha ha với viêm thác qua phòng nghỉ làm hai chén nhé gã và viêm thác không có xích mích gì nên mặt ngoài vẫn rất êm thấm viêm thác hỏi răng chó sao rồi em có thể đi thăm nó không Gấu đen hơi do dự nhưng rồi cũng đồng ý, được chứ, đi theo tôi. Gấu đen dần viêm thác vào một phòng nuôi trồng. đi tới một góc khuất, gã giơ tay tách tấm bảng nội quy treo trên tường ra. Phía sau đó là một cánh cửa nhỏ thông với căn phòng chưa tới 10 mét vuông bên trong. Trong phòng có một ao tròn với đường kính tầm 2 mét. Thành cao lát xi măng có thể chữ nước, trong ao là loại nước dệt như bùn gần tới bờ. Răng trỏ nằm úp sấp trong ao nước vẫn đục hỏi hàm ấy như một cái xác chết trôi. Viêm thác đứng bên bờ ao, cố nhịn cơn buồn nôn, trước kia em còn tò mò không rõ vì sao bọn anh bị thương mà lại nhanh khói thế. Cách chữa trị này quá đặc biệt luôn. Góc tường có một chiếc cào, gấu đen cầm lây móc vào cổ răng chó rồi nhấc mạnh lên. Răng chó nhắm nghiền mắt, gương mặt sưng vù trắng bạch dính đầy bùn nước nhưng viêm thác lại thấy được rõ ràng bên mắt trái vốn là một lỗ máu mà nay lại chẳng còn tí dấu vết nào. Nếu muốn nói dồ điểm khác biệt thì là mí mắt mới mọc ra có màu sắc nhạt hơn những vùng xung quanh. Anh thì thào, giỏi ghê. Gấu đen nhìn anh, hâm mộ à. Đúng vậy, viêm thác ngồi xổm xuống nhìn nước ao đục ngầu, hình bóng của anh trong ao giang sao động. Từ nhỏ em đã ở bên dì lâm, cũng quen các anh được 7, 8 năm rồi. Em đâu phải thẳng ngu, tất nhiên sẽ nhận ra được chúng ta không giống nhau mấy năm nay. Di Lâm gần như không xuất hiện ở bên ngoài, chắc là sợ người quen phát hiện Di không thay đổi tí nào. E là mấy năm nữa lại phải chuyển chỗ ở. Chúng ta đều là người mà sao các anh lại giỏi thế được. Nói không hâm mộ là nói dối. Anh gấu, có biện pháp ngon nghẻ thế này anh không định dẫn em chút chút à. Ai chả muốn có được nét đẹp vĩnh hằng, người ta cứ bảo phụ nữ sợ già chủ thực ra đàn ông cũng sợ gấu đen bật cười ngồi xổm xuống bên cạnh viêm thác vốc nước trong ao lên như đang chọc cá tôi biết ngay cậu thể hiện trước mặt chị lâm là có mục đích mà quả nhiên viêm thác cười buồn người hướng lên cao mà rằng chó mất mất còn có thể mọc lại em mà có bản lĩnh đấy thì đúng là sướng lên tiên với cả theo cơn mất kinh doanh bài thuốc không giả của dì lâm nếu biết sử dụng hợp lý mang ra bản là có thể sống cả chục cuộc đời trong an nhàn nói rồi anh quay sang nhìn gấu đen di lâm tốt với em là điều ai cũng biết nhưng trên phương diện này lại luôn coi em là người ngoài ngay cả chuyện hồi tháng 8 bọn anh vào núi tần ba em cũng chỉ có thể làm người đưa đón anh gấu có thể giúp thằng em này tỉ không em phải làm sao mới có thể khiến di lâm hoàn toàn tin tưởng anh chỉ hai ngón tay vào tim nói thật đây gấu đen tặc lưỡi không dễ vậy đâu cậu hết hy vọng đi cậu không giống chúng tôi nhận thấy mình lỡ lời gã lập tức dừng lại quay đầu nhìn ngoài cửa gượng gạo truyền chủ đề ai không biết chị lâm và lão già kia nói chuyện thế nào rồi cha quẻ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì hay thật đấy đàn ông chạy cả chỉ để lại một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp ở đây làm gì người sắp xuống lỗ như lão còn có thể bị sắc đẹp mê hoặc được chắc lão bực lắm nhưng tay chân đều bị còng có nửa cây chân gây được bỏ ở ngoài thì cũng đâu làm gì được trong khi ấy người phụ nữ đối diện vẫn cứ nhìn chằm chằm lão, nhìn rất lâu, nhìn tới mức lào sờn gai ốc. Cha què quát lên để tiếp thêm can đảm, mày nhìn cái gì? Gọi thằng chủ của bọn mày đến đây nói chuyện với tao. Lâm Hỷ Nhu bật cười, ông không biết tôi à? Cha quẻ xứng sốt, nhìn kỹ Lâm Hỷ Nhu. Đùa gì vậy, sao lão có thể biết à được? Gương mặt này nếu từng gặp thì sao có thể quên được cơ chứ? Lão nhíu mày, Mày biết tao à? Thấy Lâm Hỉ Nhu ngắm thừa nhận, lão càng hoang mang hơn, khi nào chứ? Lâm Hỉ Nhu nói, tôi nhắc nhở ông nhé, cuối năm 91, đầu năm 92. Cha quẻ chỉ cứ là à nói lung tung, con danh này, năm 91, chín hai mày còn chưa đẻ. Định lừa bố mày à? Mày còn non lắm. Lâm Hỉ Nhu cười, không nhớ ra à? Tôi lại nhắc thêm vậy, khi đó ông ở dưới đất. Cha quẻ hệt nảy mình cơ thể vốn đang dựa nghiêng vào ghế đã dần thẳng lên sao mày biết người lớn nhà mày nói với mày à người lớn người lớn quái gì lầm hỉ nhu bật cười vừa cười vừa đứng dậy à chống tay xuống mép bàn cúi người về phía cha quê nụ cười tất dần đã đến nước này rồi ông còn không nhớ ra à cái chân của ông làm sao mà mất nhỉ khoảnh khắc ấy lông măng trên người cha quẻ dựng đứng ngay cả chỗ chân cụt cũng nóng lên sao sao mày biết được mày là ai tôi là ai à lầm hỉ nhu nói sao lại hỏi ngược lại tôi rồi tôi phải hôi ông mới đúng kìa con trai tôi đâu hai con mắt ả à dân đỏ sẩm, một sự căm tức xông thẳng vào tim khi nhìn vào gương mặt già nua đầy nếp nhăn của cha què ả à bỗng há miệng gào lên thật thê lương người đẹp đa phần làm gì cũng đẹp như khóc cũng là hoa lẽ ướt mưa nhưng lúc gào thét thì khác lúc gào thét gương mặt có đẹp tới đâu cũng sẽ biến dạng. Huống chỉ cha què còn trông thấy bên dưới lưỡi của Lâm hỉ Nhu có những sợi lông đen trắng mắn ngủn nhưng dày đặc tựa như lông nhím. Chúng đang dựng thẳng như lông động vật lúc giật mình. Thứ sáu, ngày 26 tháng 11 năm 1993. Trời trong, đã lâu không viết nhật ký, mỡ ra giấy đã ố vàng. Chuyện này thật sự không thể trách mình, làm mẹ rồi thời gian chẳng còn là của mình nữa bận từ sáng tới tối, chẳng rõ thời gian chạy cả đi đâu. Người xưa hay bảo có vợ quên mẹ còn như mình là có con quên chồng. Quả thật mình đã chẳng nhớ nổi Đại Sơn trông thế nào nữa rồi. Chẳng mấy khi có thời gian, phải viết thêm một ít. Một năm qua, chuyện quan trọng nhất chính là có thêm tiểu thác. Con trai quá ngoan, đúng là một thiên sử nhỏ. Con chẳng mấy khi khóc mà lại hay cười. Mỗi khi con cười mình cũng cười theo, có thể cười suốt cả nửa giờ mà không biết mệt, hệt như một tên ngốc yêu cười. Mình bắt đầu ghen tị với vợ tương lai của con rồi. Chẳng trách xưa giờ mẹ chồng nàng dâu đều không ưa nhau. Ưa làm sao được khi đã ghen tị với nhau từ trước. Đại Sơn bảo Minh nếu thích trẻ con như vậy thì sinh thêm đứa nữa. Tốt nhất là sinh con gái để trai gái đủ đấy, anh ấy bảo mình đừng bận tâm chuyện sinh thêm bị phạt tiền, còn vỗ ngực kêu là bây giờ anh có tiến rồi phạt thì nộp thôi sinh con gái cũng tốt nghĩ tới cảnh tiểu thác dẫn em gái ngoan ngoãn đi chơi mình lại thấy yêu đời nhưng sinh con quả là mài món phụ nữ sau khi sinh tiểu thác xong sức khỏe mình không tốt lắm lại thêm tật tiểu mất kiểm soát lúc ở cữ cử, cử một lúc lại phải vào nhà vệ sinh sau cùng mình mặc kệ luôn đại sơn lo cho mình định mời người đến giúp việc mình hoảng luôn chỉ có nhà giàu mới mời người giúp việc thôi chứ Đại Sơn cười mình quê mùa, bảo mình rằng đã qua đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14 và hội nghị ủy ban trung ương rồi. Nhìn ra thế giới xem người Đài Loan, Hồng Kông sống thế nào kìa, sống như vậy mới là người biết hưởng thụ. Tuần trước Đại Sơn dẫn người giúp việc về, nếu không bây giờ mình làm gì có rảnh mà ngồi đây viết nhật ký. Thật ra mình không hài lòng lý song tú lầm, một là do cô bé đó quá đẹp, nói không ngoa tí nào là dư sức đi làm môi sao người như vậy sao lại chịu đi làm bảo mẫu chứ hai là bảo mẫu phải chọn người lớn tuổi từng nuôi dạy con cái hơn là mấy cô gái trẻ chứ nhưng mình cũng ngại nói gì người ta đến giúp việc đã tốt lắm rồi mình còn chọn ba kén bốn thì có khác nào nhà địa chủ đại sơn từng nói với mình cô bé giúp việc này có tỷ giây mơ dễ má với nhà mình anh hỏi mình còn nhớ lý nhị cầu không lý song tú là em gái lý nhị cầu muốn xin việc ở mỏ nhưng Đại Sơn thấy công việc trong mô quả nặng nhọc, lại toàn đàn ông, không quá tiện nên mới dẫn về cho làm người giúp việc. Cái tên Lý Nhị Cầu trộm tiền của mỗ và mất tích hơn một năm ấy hả? Đại Sơn tốt bụng quá vậy, Lý Nhị Cầu ăn trộm gần 10.000 đây. Nhưng khi mình phản đối, bảo là Lý Nhị Cầu và Lý Song Tú tựa như một đứa trên trời một đứa dưới đất, anh em ruột mà không giống nhau tỉ tỉ, thì Đại Sơn lại bảo mình rốt những chuyện ấy ngoài đường đấy ra. Nhiều lắm hả? Thế chắc mình phải bổ sung thêm kiến thức rồi. Nói đi cũng phải nói lại, song tủ trông trẻ con rất ồn. Đôi lúc tiểu thác quậy đến mức mình cũng không dỗ được mà cô bé đó lại đỗ ngon lành. Mình rất nghi ngờ có khi nào cô bé đó từng có con dối không? Viết đến đây thôi, đã hơn một năm không viết, câu từ gượng gạo, chẳng nói thêm nữa. P.S hôm nay trường hy đến chơi còn mang theo hai con gà mái già thằng bé này làm việc ở mỏ có mấy đồng đâu mà cứ mua đô tới đây mình phải nói với đại sơn cuối tháng bảo kế toán tăng lương cho trường hy trích từ nhật ký của lâm hy như phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn